Hà Nội trong Quân là một thành phố yên bình, là nơi mà cô đã sinh ra. Có lẽ là khi mọi người nhắc về Hà Nội thì mọi người sẽ nghĩ đến những mùa thu đẹp, những mùa đông lạnh và những sự ấm áp. Nhưng mà đối với Quân thì Hà Nội là một nơi mà ở đó gia đình Quân đã trải qua cái thời kỳ khó khăn rất là nhiều khi Quân còn bé. Và Quân chứng kiến được cái sự vất vả của bố, của mẹ thì Quân trân trọng cái nơi này rất là nhiều. Trong mùa đông, trong mùa đông rét mướt, trong mùa hè nóng như đổ lửa, và bố mẹ đã nuôi Quân và nuôi em gái Quân lớn đến tận bây giờ. Bên cạnh đó thì Hà Nội trong Quân còn là một nơi rất là mà Quân rất là tự hào. Quân học cấp 3 ở một ngôi trường tên là Thăng Long, và khi lên đại học thì Quân học trường Đại học Hà Nội. Chính vì thế, một cách vô hình chung, Quân đã gắn bó với Hà Nội rất là chặt chẽ một thời gian rất là dài. Nếu như các khán giả nghĩ Hà Nội là một nơi ngàn năm văn hiến với rất nhiều những cái dấu ấn về lịch sử và về văn hóa, thì đối với một người trẻ như Quân, Hà Nội là một nơi rất là nhiều đồ ăn ngon, và thời tiết thì cũng rất là thú vị. Mùa hè thì vô cùng là nóng, còn mùa đông thì rất là lạnh, thì tạo điều kiện cho Quân có thể là mùa hè thì tung tăng và ăn mặc thoải mái, còn mùa đông thì được diện những cái bộ trang phục thật là ấm áp, nhưng mà cũng được gần gũi với cả những người xung quanh hơn, bởi vì mùa đông là cái thời điểm mà các bạn trẻ như Quân là hay dành cho nhau những cái ôm mà gọi là miễn phí, các bạn gọi là free hug. Trong âm nhạc, trong nghệ thuật thì Quân đã ở trong đội văn nghệ từ khi còn rất là nhỏ rồi. Và cấp 3 hay là đại học thì khi mà trường Quân đi thi thì Quân đã từng hát rất là nhiều ca khúc về Hà Nội, với rất là nhiều cái kỷ niệm mà đã từng có những lần rưng rưng trên sân khấu. Hà Nội đối với Quân trong nghệ thuật là một cái mảnh đất mà đã có rất nhiều những cái cá tính, những cái con người mà Quân vô cùng là ngưỡng mộ. Nhạc sĩ Trần Tiến, ca sĩ Trần Thu Hà, ca sĩ Hồng Nhung, ca sĩ Thương Lam, ca sĩ Đỗ Bảo, hay những thời gian gần đây và với những nghệ sĩ trẻ như là Slim V, rồi anh Tuliver, thì Quân cảm thấy là mình thật là may mắn khi mà mình được sinh ra cùng với mảnh đất, với những con người như thế. Ước mơ của Quân không phải là mình làm cho mảnh đất của mình hay là những con người ở cùng quê hương của mình tự hào về Quân, bởi vì Quân nghĩ nó quá là to lớn và nó quá là xa xôi. Ước mơ của Quân là mình có thể mang một chút cái gì đó, cái khả năng nhỏ bé của mình để truyền cảm hứng cho mọi người, không chỉ ở Hà Nội mà trên cả khắp đất nước Việt Nam nữa. Thì Quân nghĩ cái sự truyền cảm hứng nó quan trọng hơn, bởi vì nó sẽ lâu dài và nó sẽ cùng làm cho cộng đồng cũng như là làm cho con người cái cuộc sống hạnh phúc hơn. Và Quân nghĩ là từ những cái nguồn cảm hứng mà Quân nhận được từ những thần tượng của mình, thì Quân sẽ cố gắng học tập để Quân có được cái khả năng cũng như là cái sự ảnh hưởng như thế đến với cộng đồng và đến với khán giả.